Ok, bữa nay Fashion Island này bắt đầu mùa đông luôn, cho Christmas luôn rồi đó. Sẵn tôi đi quay phim ở đi qua Macy luôn rồi đó. Coi đồ cho Macy luôn đó. Yes. Có hồ bột bùng sen rồi đó, cho cá. Yeah. Alright. Yeah. Đó, thích mấy người nữ mặc jean jean là hay lắm, là fashion à. Thôi sao chị ở đây kia là fashion ở đây đồ của nữ nó nổi tiếng mắc lắm lận ơi. Yes, alright, ok, yeah, ok, ở đó có tiệm Macy ở đó luôn, ok, yeah, yeah, alright, ok, Macy Fashion Island luôn, nổi tiếng ở đó lận ơi, chút xíu làm gì cái đó. Quán sau khi mình sẽ bỏ đóng cửa luôn. Ok, bye bye nha.